bị làm sao mà cóc suốt thế này, sốt hết cả ruột. Ôi, mông của muội bị gì đây bà ơi? Hay, muội bị hâm tã rồi đấy. Không biết có phải chọn sai tã hay là chăm sóc không đúng nữa. Đừng lo nha, đã có Doctor Chuột rồi đây. Mời mọi người đến với câu chuyện làn da trên kênh Doctor For Kids của Doctor Chuột nào. Xin chào mọi người, mình là Khánh Ly. Hiện tại mình đang là một người dẫn chương trình và là một bà mẹ hai con. Thực sự rất là mệt. Mình cũng không nhớ là cách đây bao nhiêu lâu mình đã có một cái giấc ngủ suốt đêm. Nhưng mà bên cạnh cảm giác mệt đó thì cảm giác rất là hạnh phúc. Cực kỳ khác biệt, tại vì da của trẻ là chưa có hình thành toàn diện như là da người lớn, cho nên là da của bé rất là nhạy cảm. Tã là một phát minh rất là thuận tiện cho các bà mẹ, đặc biệt là những người mà đang rất là bận rộn. Đầu tiên là chắc là phải về cân nặng, thứ hai đó là thương hiệu, thứ ba đó là tã đó thấm hút có tốt hay không. Chắc chắn là có hai bạn bạn nào cũng bị hâm tã hết trơn á, và Khánh Ly nghĩ là hâm tã là điều mà thường xuyên xảy ra và các mẹ rất là lo sợ. Sẽ thay tã cho con nhiều lần, mỗi lần thay thì mình rửa sơ bằng nước, có thể là thoa thêm thuốc chống hâm, đúng không ta? Rất sẵn sàng rồi, Dr. Chuột đâu? Xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với series Câu chuyện làn da của Dr. Chuột. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một vấn đề mà cũng rất thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đó là vấn đề hâm tã. Chúng ta hãy cùng hân hoan chào đón khách mời rất là có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này, bởi vì cô là một bà mẹ hai con. Và khách mời của chúng ta chính là MC Khánh Ly. Xin chào quý vị khán giả, xin chào Dr. Chuột. Trời ơi, em thích anh lắm luôn á, em coi anh quá trời mà em muốn gặp. Chút nữa mình đã làm chụp hình nha. Không sao, cái này mình có thể để sau cánh gà được không em? Dạ, bây giờ mình tập trung nha. Dạ. Hiện tại là Khánh Ly đã có hai con rồi đúng không? Là con trai con gái Khánh Ly ha? Dạ, người ta hay nói là có nếp có tẻ. Dạ, nhưng mà em hai đứa con trai. Ê, đừng nói đừng nhào vô khen xuất sắc, tại nãy giờ khen mình, cái mình cũng quay lại khen rồi. Không, nhưng mà thật ra con trai hay con gái thì đều là tốt hết đúng dạ, không? Đúng. Dù gái hay trai thì chỉ hai là đủ là được rồi. Mà mình nghĩ rằng là nếu mà hai em làm đã có nhiều kinh nghiệm rồi đó. Dạ, cũng khá khá, tại vì hai bạn 3 tuổi với 1 tuổi cho nên là có kinh nghiệm khoảng tầm bé cỡ đó thôi, chứ còn lớn hơn là phải đợi kinh nghiệm trải thêm. Với những cái người mà rất là bận rộn với công việc như vậy á, thì khi mà bắt đầu chúng ta có con rồi á, mình đã lấy lại cái sự cân bằng đó bằng cách nào? Hiện tại cái bí quyết lớn nhất của em đó là em phải kiếm một cái người phụ mình. Đó, tại vì em thấy là không có người mẹ nào mà có thể vừa đảm đương cả cái công việc của mình đi ra ngoài xã hội, mà bên cạnh đó có thể ở nhà chăm con. Em từng nói với chồng em là em sẵn sàng đi ra ngoài làm để anh ở nhà anh chăm con. Tại vì thật ra là cái cảm giác mà ở nhà nó rất là stress, rất là căng thẳng, cho nên là mình sẽ chăm con một cái khoảng thời gian cố định để cho mình vẫn giữ được cái tình thương với con, nhưng mà một khoảng thời gian khác mình vẫn phải đi giao tiếp bên ngoài xã hội để có được cái sự cân bằng. Nếu không là em đảm bảo cái việc mà trầm cảm sau sinh nó sẽ diễn ra rất là thường xuyên. Đúng rồi, và chính vì như vậy nên là ở tập đầu tiên của cái series này là chúng ta đã có một cái cuộc trò chuyện với hai khách mời là chuẩn bị cho cái việc mà sanh con là như thế nào, phải chuẩn bị về cả mặt tâm lý cũng như là về tất cả những cái thứ mà chúng ta chuẩn bị chào đón đứa con đầu tiên. Nó có rất là nhiều vấn đề. May mắn mình có một cái người để trợ giúp cho mình thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà nếu như mà không may mình không có ai trợ giúp thì thật ra có một số bí quyết về sự tiện lợi hoặc là nuôi con một cách thông minh hơn, tiết kiệm được thời gian hơn, thì nó sẽ giúp cho mình cái việc nuôi con của mình nó rất là dễ dàng. Mà thật ra thì cái việc làm nghề bố mẹ đó thì nó làm cả một quá trình học tập rất là nhiều. Chúng ta quay lại cái vấn đề làn da đó, đặc biệt trong cái lứa tuổi như này, đó là vấn đề về hâm tã. Đối mặt với chuyện mà con bị hâm tã đó, thì có phải lần đầu tiên là Khánh Ly biết đó là hâm tã luôn hay không? Dạ, thực ra thì bản thân của Khánh Ly không có biết. Mới đầu chỉ là cái vết nó hồng hồng thôi. Mà về cái tính của Khánh Ly thì thường thường là mình sẽ phòng ngừa hơn là mình điều trị. Tại vì mình cũng biết là khi mà bé đã bị hâm tã rồi thì nó sẽ rất là đau. Đó, cho nên là bắt đầu nhìn, sau đó là bé đầu tiên là có sự thăm khám đến từ bác sĩ. Tại vì rõ ràng là chúng ta không nên tự làm tất cả ở nhà của mình, nó rất là nguy hiểm, đặc biệt là với những cái gì mà dân gian mà không có đúng như là khoa học á, mà tự chữa thì nó lại nguy hiểm hơn nữa. Thật ra nói về cái chuyện mà mình áp dụng những cái truyền thuyết, nó được truyền từ đời này qua đời khác nhưng mà nó không có một cái sự kiểm chứng. Nhiều ông bà mình cứ nói là thôi ngày xưa tao nuôi mày thế rồi, mày bệnh lớn lên xinh đẹp thế này mày lo gì đó. Nhưng mà vấn đề là rất khó đúng không, bởi cái sự tiến bộ của khoa học bắt buộc mình làm cái gì cũng phải có sự
kiểm chứng. Có bất kỳ một cái khó khăn gì về vấn đề sức khỏe thì đương nhiên ngại gì mình không hỏi sự đúng tư vấn rồi. Của bác sĩ đúng không? Dạ, đúng. Nếu như mà không hỏi là tôi thất nghiệp luôn á. Tôi thất nghiệp luôn á. Vì lần đầu tiên thì cách ly không phân biệt được có phải là hâm tạ hay không. Nhưng mà ví dụ như là sau một lần mình khám đúng đứa rồi. Đầu tiên mới bác sĩ đã cho mình những cái tư vấn như vậy thì là mình sẽ biết đó là hâm tạ. Thì đến bé sau á là mình tự nhiên mình tự tin hơn hẳn à. Dạ đúng rồi. Vậy thì thật sự là hâm tạ đó nó có nhiều mức độ. Biết là có nhiều mức độ có nghĩa là từ nhẹ đến nặng nhưng mà không biết chính xác là con số mấy thôi. Tại vì một phần là bé nhà em là chỉ bị ở mức độ nhẹ thôi là mình đã bắt đầu mình can thiệp rồi. Cho nên là chỉ là một cái bề mặt nổi lên và nó đỏ đỏ và bắt đầu bé gãi. Thực ra lúc đó rất là lo luôn á tại vì mình thấy là bé bị ngứa trong khoảng chừng gần một tháng có nghĩa là khoảng thời gian lâu lắm. Nhưng mà rất may mắn là nó không có chuyển nặng hơn. Thật ra hâm tả đa số nha, rất là nhiều mẹ nghĩ rằng là hâm tả là do dị ứng với cái việc mình xài tả nhưng hoàn toàn không đúng. Nó không phải là do cơ chế dị ứng đó, mà nó là một tình trạng viêm da tiết bã. Thật ra nguyên nhân như thế nào thì tí nữa mình sẽ bàn bộ cái phần sau nó kỹ hơn. Mình sẽ học cái cách nhận biết về mức độ hâm tả cũng như là các thể nó như thế nào. Cái thể mà Ly miêu tả với tất cả các bạn đó là cái thể thường gặp nhất. Cái vùng da mà chúng ta tiếp xúc với tả nó sẽ đỏ ửng lên đó. Nhưng mà thường những cái đó là bị nhẹ và thông thường nó sẽ có thể tự nó hết luôn đó, chứ không có cần mình phải can thiệp bất cứ cái điều gì. Tuy nhiên là trong một số tình huống ví dụ như là khi mà chúng ta thấy hâm tả mà nó thêm những cái vết nhiễm trùng thì lúc đó nó có thể bị bội nhiễm một cái con vi khuẩn mà những cái con vi khuẩn thường gặp nhất là những cái con liên cầu hay là tên khoa học của nó là Streptococcus đó, hoặc là tụ cầu là Staphylococcus mà dân gian của chúng ta hay gọi là chốc da đó đó. Sẽ có một tập nói riêng về cái vấn đề này. Hoặc là bị bội nhiễm thêm những cái con như là vi nấm. Khi mà có tình trạng bội nhiễm như vậy thì bắt buộc mình mới phải sử dụng thuốc. Còn hầu hết tất cả các tình trạng hâm tả mà ở mức độ nhẹ như Khánh Ly á thì nếu như chúng ta biết cái cách mà chăm sóc cũng như là chúng ta chọn lựa tả phù hợp thì là có thể đã giải quyết được rồi và không cần phải làm bất cứ một cái liệu trình điều trị gì phức tạp cả. Nhưng mà không hiểu là tại sao mà có nhiều bé là đã bắt đầu bị hâm tả nhưng mà dạng nhẹ rồi. Nhưng mà cái cách mà các mẹ làm như thế nào sau đó thấy có rất là nhiều bé nha, bé bị lở ở phía dưới luôn đó, mà đó, là có nghĩa trẻ là mình... con mà hâm tả là cực kỳ tội nghiệp luôn á, tại vì nó không có nói được giống như là chỉ người khóc lớn thôi khóc và nó cảm thấy rất là khó chịu, ngay cả ngủ cũng không thể nào ngủ ngon đúng được rồi, luôn đúng bây giờ chắc là phải nhờ Dr. Chuột chia sẻ hai điều nha. Một là khi mà các bé mà có triệu chứng nhẹ thì cái cách mà chúng ta làm cho nó đỡ hơn là như thế nào, còn khi các bé mà đã tiến triển nó nặng hơn thì cách điều trị ra sao? Ở mức độ nhẹ đó thì mình sẽ có cái cách chăm sóc cũng như là cách chọn tả phù hợp thì mình sẽ nói kỹ ở phần sau. Cái vấn đề mà mình muốn tập trung ở lúc này là khi mà bị bội nhiễm vi khuẩn thì khi mà có tình trạng đó thì bắt buộc các bạn có thể theo dõi hình ảnh nha. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy rằng là trẻ đã bị bội nhiễm hoặc là vi khuẩn hoặc là nấm đó. Và nếu như bị bội nhiễm vi khuẩn thì chúng ta bắt buộc phải dùng những cái thuốc thoa mà nó là kháng sinh mà thuốc thoa tại chỗ thôi. Có nghĩa là thoa chứ không cần phải uống. Đúng rồi, uống chỉ trong những tình huống mà khi mà tình trạng nhiễm trùng nó nặng, nó biểu hiện lên toàn thân, ví dụ trẻ lúc đó bắt đầu có sốt thì lúc đó mình mới cân nhắc, nhưng mà tất cả đều phải có chỉ định của bác sĩ. Còn nấm thì mình cũng sử dụng một số loại thuốc kháng nấm. Còn lại hầu hết những cái tổn thương mà hâm tả nhẹ thì mình sẽ có cách chăm sóc phù hợp. Nhưng thuốc bôi hâm tả các bạn phải chú ý giùm bác tưởng đó là thành phần trong đó là phải có kẽm oxit, vì cái thành phần đó sẽ phù hợp với trẻ sơ sinh. Ngoài ra khi mà chúng ta chăm sóc da của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm, vậy nên là khi mà mình chọn lựa sữa tắm hay là tất cả những vật dụng mà trực tiếp tiếp xúc với da thì mình cũng phải rất là cẩn trọng. Bác sĩ Tưởng muốn hỏi mẹ Khánh Ly là vậy thì theo Khánh Ly á, là cái việc hâm tả đó nó có thể là do những cái lý do gì không? Bởi vì da của bé nhạy cảm mà khi mà bé tiếp xúc với lại cái phần nước tiểu hoặc là những chất thải á, quá lâu á, thì nó sẽ ảnh hưởng và nó ngấm vô cái bề mặt da của bé. Mà bởi vì da của bé lại là rất là nhạy cảm cho nên là bé sẽ không có thể mà kháng lại cái việc đó nữa, cho nên là bé sẽ bắt đầu bé nổi những cái đỏ lên ở cái vùng đó. Nhưng mà ví dụ như phân hay nước tiểu là do mình xài tả mà mình không có biết cái cách là khi nào thì mình phải thay tả thì mới bị cái tình trạng là tràn ra như vậy thôi, đúng không? Một nhưng phần mình... nữa là nhiều khi thấy có rất là nhiều mẹ sử dụng, thí dụ như là sử dụng những cái loại tả mà không có thấm hút tốt á, thì khi mà sử dụng những cái loại tả như thế thì nó làm cho nó không có thoáng khí ở phía bên dưới và bé sẽ cảm thấy rất là khó chịu, hoặc là để quá lâu như là để khoảng chừng cả 10-10 mấy tiếng đồng hồ mới thay một lần thì để đó chắc chắn là bé sẽ cảm giác rất là khó chịu. Vậy thì để cho tất cả các mẹ dễ dàng hình dung, lý do chính thôi, lý do đầu tiên đó là chọn tả phải phù hợp. Dạ, đúng nếu rồi. Như mà chúng ta chọn tả phù hợp thì chúng ta sẽ ngăn ngừa được cái vấn đề hâm tả. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải chăm sóc khi mà sử dụng tả đúng cách. Vậy
Vậy thì chúng ta đến phần đầu tiên nha, là chọn lựa tả. Rồi, vậy thì Khánh Ly chia sẻ kinh nghiệm của mình là tiêu chí nào khi mà chọn lựa tả cho con mình? Đầu tiên là chắc là em sẽ lựa chọn thương hiệu. Bây giờ chắc là em sẽ nói kinh nghiệm của bé đầu tiên, tại vì bé thứ hai là sẽ theo bé đầu khá là nhiều. Rồi. Sẽ lên trên mạng á, mình sẽ coi coi mọi người review về những cái loại nào mà nó tốt. Và mình sẽ lựa chọn cái thương hiệu nó uy tín, lâu đời, đúng không? Dạ đúng rồi. Và thậm chí là bản thân của em rất là kỹ, mình cũng có những cái thử nghiệm với lại cái loại tả đó luôn, để coi là tả đó thật sự thấm hút hay không. Tại vì rất là quan trọng cái việc thấm hút của tả. Và em sẽ lựa chọn dựa trên tiêu chí nữa, đó chính là cái số cân nặng và cái tháng của bé. Có nghĩa là chúng ta phải nói đến cái tính năng đầu tiên mà cực kỳ quan trọng, đó là chúng ta phải chọn lựa phù hợp với lứa tuổi. Tại vì lứa tuổi nó sẽ liên quan đến trọng lượng của đứa trẻ. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến trẻ sơ sinh trước đi. Tại vì sinh ra thì trẻ sơ sinh nó cân nặng cũng ít nè. Rồi cái việc mà đi cầu đi tiểu thật ra nó đi nhiều lần lắm, nhưng mà mỗi lần đi nó rất là ít. Do đó thông thường thì các mẹ hay chọn á miếng lót hoặc là tả dán. Nhưng mình ngồi ở phòng khám nhiều cái là mình học hành bài bản academic lắm, nhưng mà cũng có một số cái chia sẻ của các mẹ mình thấy rất là hay. Miếng lót á thì thường là các mẹ sẽ xài ra buổi sáng, còn ban đêm thì các mẹ nói là trời ơi em xài tả dán là nó sướng lắm, nó ngủ nguyên đêm luôn. Thì mình biết rằng là cái giấc ngủ của trẻ con và trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đó, là một cái điều cực kỳ quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp phát triển trí não. Ai mà chẳng muốn con mình sau này thông minh xinh đẹp, đúng không? Nên là nếu như mà mình dùng cái tả dán thì cái trọng lượng, cái dung tích của nó lớn hơn thì em bé nó sẽ ngủ ngon hơn. Nhưng mà có một cái điều mà tất cả các bố mẹ là thường hay bỏ qua, đó là cái vấn đề mà chăm sóc rốn. Và chính vì như vậy nên là trong giai đoạn sơ sinh, khi mà chúng ta lựa chọn tả thì các bạn nên chọn những cái tả mà nó có những cái rãnh rốn, là một cái lỗ tròn tròn đó, nó chừa cái rốn ra. Tại vì khi mà làm cho cái rốn nó thông thoáng như vậy thì mình biết rằng là cái thời gian mà rốn nó rụng á là ít nhất phải sau 2 tuần tuổi. Thì á mình á làm cho nó thông thoáng như vậy thì nó là tránh được nguy cơ nhiễm trùng rốn. Và nhiễm trùng rốn rất là nguy hiểm. Có một số bạn á là chăm sóc không đúng, nhiễm trùng rốn mức độ nặng, phải nhập viện rồi phải chích kháng sinh đến cả 2 tuần, như vậy thì rất là thương. Thì thật ra có một số mẹ cũng đến nói bác, ủa vậy bác ơi em có thể chọn cái tả mà em quấn xuống được không? Thì em cũng chừa cái lỗ rốn cái đó rồi. Hồi xưa em cũng có làm, tại hồi xưa lúc của em chưa có cái tả cái lỗ rốn. Vậy bây giờ có rồi đó nha. Giờ có rồi hả? Dạ, nhưng mà em cũng định đẻ nữa đó. Nói nghe là trên đời này không có cái gì là chắc chắn hết. Nên là em đừng có nói như vậy, biết đâu được cái năm sau gặp lại là em có thêm đứa thứ ba. Cái việc mà mình gấp á thì thật ra nó cũng giúp được cái chuyện là nó sẽ tránh cái rốn, nhưng mà nó lại làm cho cái tả nó sẽ không vừa vặn với đứa nhỏ. Và lúc đó thì cái việc mà nó tràn ra nước tiểu và phân giống như Ly nói hồi nãy đó, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng hâm tả nó rất là dễ xảy ra. Thôi tiện lợi, an toàn thì mình nên chọn tả mà nó có rậm rốn như vậy. Khi mà trẻ lớn lên đó, ví dụ như mình qua cái tuổi sơ sinh rồi, nó sẽ ổn định hơn cái việc đi cầu đi tiểu đó. Thì lúc đó mình có thể thay thế những cái miếng tót hoặc là tả dán thành cái tả quần. Mình phải coi nó cái trọng lượng của con khi mà con lớn dần dần lên rồi, con thích nghi mình cũng đoán được nhịp của con rồi. Ví dụ như Khánh Ly có đoán được không, ví dụ như là sau bao lâu chứ? Tại vì em thấy con nít rất là hay, khoảng chừng 1 tháng đổ đi á là bé sẽ có một cái lịch sinh học, và cái lịch sinh học đó sẽ lặp đi lặp lại mỗi ngày luôn. Đúng cái giờ đó bé sẽ đi đại tiện, và cái việc mà đi tiểu thì sẽ đi rất là thường xuyên. Nhưng mà việc mình đi đại tiện là mình sẽ biết là bé vào, ví dụ buổi sáng đi là bé hay đi, mình sẽ bắt đầu là mình mặc tả dán cho bé. Mà thực sự là có thêm một cái lưu ý nữa, các mẹ phải biết để sử dụng tả cho con của mình, đó là khi mà sử dụng tả phải đúng với lại cái kích cỡ cái vùng bụng và vùng đùi. Tại vì con nít á thường thường là người ta gọi là sổ sữa đó, thì có những bé cái phần đùi á sẽ bự, cho nên là nhiều khi á mình coi cân nặng cũng chưa phải là chính xác đâu, mà coi phải là có phù hợp với lại cái vòng đùi hay là cái vòng bụng của con mình hay không. Đối với tả dán á thì khi mà mọi người mặc tả cho con rất là tiện ở chỗ là có 2 cái phần dán hai bên, và khi mà dán như vậy á thì phải dán vừa vặn, đừng có dán chật quá, tại vì chật quá thì hằng làm cho bé bị đau. Cũng đừng dán rộng quá, tại bé sẽ bị tù. Qua khoảng chừng 1-2 tháng là bé bắt đầu có những cái giấc ngủ xuyên đêm. Đối với những bé mà đủ cân nặng á thì lúc đó là bé nhà em là qua 2 tháng em đã buổi tối là thay tả dán, còn ban ngày thì mình vẫn sử dụng miếng lót. Nhưng mà sau này thì em đổi thành tả dán rồi, khoảng chừng 3-4 tháng là cho xài tả dán, và bây giờ là đang xài tả quần. Nếu như mà để lại những cái vết hằn á, khi mà mình xài tả cho con mà hằn ở trên da nó quá nhiều á thì đó cũng là một dấu hiệu để mà mình có thể thay đổi kích cỡ. Nhưng có một cái điều rất là dễ, không cần nhớ gì hết, có nghĩa là gì, trên mỗi cái tả thì người ta đều ghi tương đối là về cái cân nặng. Có nghĩa là nếu như cân nặng của con mình mà đã vượt qua cái chỉ số mà ở trên cái tả rồi thì đương nhiên lúc đó là cái thời điểm mà mình
cần phải thay tã mới cho con. Em nhớ là cái lúc mà em chuyển sang em sử dụng tã quần cho bé là khi mà bé bắt đầu bé tập bò, thì khi đó mình chuyển từ tã dán sang tã quần nó rất là tiện cho con luôn, tại vì bé cử động nó linh hoạt hơn. Mà khi từ tã quần đó mình biết được size nào bằng cái cách á là mình mặc vô, nếu mà mình cảm thấy là mình kéo cái phần lưng thun của cái tã mà nó vẫn còn có một cái độ co giãn nhất định, ôm bé và co giãn nhất định. Và khi mà đặc biệt là phải coi coi cái vòng đùi như thế nào. Nhiều khi là cái vòng lưng á nó vừa nhưng mà vòng đùi nó chật, thì phải ưu tiên lấy cái loại lớn hơn tí xíu để cho bé thoải mái ở cái phần đùi đó. Bởi vậy là cái tiêu chí mà việc cân nặng và tuổi là luôn luôn là cái tiêu chí hàng đầu. Dạ. Rồi khi mà chọn lựa tã như vậy á, thì Khánh Ly có thói quen là mình coi cái thành phần ở trong tã nó là cái gì không? Dạ cái này cái này thì không biết thiệt. Tại vì thường thường á là chỉ mình yên tâm về cái thương hiệu rồi đúng không? Dạ mình yên tâm về thương hiệu rồi, và đặc biệt là khi mà mình xài có những cái loại có khoảng thời gian luôn á là em thay thường xuyên luôn. Em xài em thấy là trời cái này không được, cái đổi qua khác. Và khi mà mình xài cái loại nào mà mình thấy là hợp với con rồi á, không cần phải thay nữa. Nghĩa là tại vì mình nói cái chung chung quá, mình nói hợp nhưng mà như thế nào là hợp? Có nghĩa là những cái thành phần ở trong tã là cái điều rất là quan trọng khi mình chọn lựa. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng là da của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cực kỳ nhạy cảm đó. Và vì nó thiếu độ ẩm nè, độ pH của nó nè, thì lúc mà mình chọn lựa tã đó mình phải quan tâm đến tính năng. Mà tính năng của nó thì gồm có rất là nhiều. Đầu tiên là chúng ta coi coi là thành phần của nó phải là cô tông không. Nên sử dụng những cái loại mà nó có hoàn toàn 100% là cô tông. Có thể kết hợp thêm một số vitamin E đó. Thì vitamin E thì mình đã biết rồi là nó là có vai trò trong cái việc mà nó làm cho cái da của mình tốt đó. Đó là cái thứ nhất. Cái tính năng nữa là cái chuyện mà làm chống tràn. Thì khi mà chống tràn thì về cái kích cỡ phù hợp rồi. Trong giai đoạn sơ sinh đó, khi mà chúng ta sử dụng miếng lót đó, thì chúng ta chọn những cái miếng lót đó, nó có cái bề mặt nó có nhiều lỗ để cái khả năng thấm hút của nó sẽ tốt hơn. Đối với tã dán thì chúng ta nên chọn nó có cái cấu trúc mà người ta hay gọi đó là rãnh kim cương thấm hút đó. Nó là những cái đường chéo nhau như vậy nè. Như vậy thì khi mà bé tè hay là đi đại tiện á thì nó sẽ không bị vón cục lại mà nó sẽ lan theo những cái đường bắt chéo đó. Thì cái việc là thấm nó tràn đều ra và nó sẽ không làm cho cái miếng tã nó bị dày lên, và cái việc thấm hút nó cũng tốt hơn nữa. Và chính cái màng đấy thoát ẩm đa chiều này nó làm cho tã nó sẽ rất là thoáng khí và nó sẽ làm cho da của trẻ không có bị ẩm ướt. Thường á thì các mẹ hay thích thơm á, không cái gì thơm là thích à, nhưng mà thật ra cũng đừng có quá thơm. Có nghĩa là đối với những cái vật dụng mà mặc trên người của con á thì cũng không nên quá thơm, tại vì cái hương thơm á nó lại là một cái yếu tố làm cho cái da đó nó dễ bị kích thích. Mình sẽ qua được lý do thứ hai. Cái lý do thứ hai đó là gì? Bây giờ mình đã chọn được cái tã nó phù hợp rồi, nhưng mà cái cách chăm sóc của chúng ta không có đúng thì nó cũng sẽ gây ra ham tã. Bé thứ hai cũng đã bị ham tã rồi, mà em nghĩ lý do là bởi vì cái việc thay tã nó không có diễn ra thường xuyên. Đúng rồi, thì có nghĩa là mình phải thay tã thường xuyên. Dạ đúng rồi đó. Cho nên là cái lúc đó em vẫn nhớ là bé bắt đầu ngồi lên những cái xe mà tập á, cái việc mà bé ngồi lên những cái xe tập đi như thế thì sẽ làm cho cái tã nó áp vô trong cái phần phía dưới của bé, và nó sẽ làm cho bé lúc nào cũng tiếp xúc với lại những chất thải á, cho nên là bé sẽ dễ bị hâm hơn. Thì khoảng thời gian đó là bé tội nghiệp lắm luôn á, lúc nào mà cởi tã ra là ảnh gãi khí thế luôn, xong rồi ảnh cảm giác anh rất là khó chịu. Mỗi lần mà thay vậy á là mình sẽ chịu khó đi rửa. Hồi trước á em thấy là mọi người hay sử dụng khăn ướt để mọi người lau, hoặc là bông gòn thấm vô nước để lau. Đó là qua một cái cách rất là tốt, nhưng mà đối với em á thì em kỹ lắm. Từ lúc mà sanh con ra là mỗi lần bé đi tiểu hay là bé đi đại tiện thì đều rửa sạch bằng nước hết, sau đó bắt buộc phải lau khô lại. Chính xác luôn. Thì khi mà mình lau khô mình sẽ để hông ở phía bên ngoài không khí khoảng chừng một phút, sau đó thì mới mặc tã vô. Mà có nhiều khi là có những cái khoảng thời gian trong ngày á bỏ tã ra để cho bé thoáng mát một tí xíu, sau đó mình sẽ mặc tã lại. Nói chung là gần như là đầy đủ hết tất cả các thông tin luôn. Chỉ có này là góp ý thêm một xíu xíu, xíu xíu thôi à. Khi mà lau khô như vậy xong thì mình cũng nên bôi một cái lớp gọi là chống hâm. Nhưng mà có một cái điều là lưu ý là khi mà chúng ta vệ sinh á, tại vì ví dụ đây là con hoặc là con trai không bé trai thì dễ hơn đúng không bé? Bé trai thì bạn vệ sinh sao? Em thì thấy may mắn lắm luôn á, tại vì là có nhiều mẹ nuôi con gái vệ sinh cho con gái cực hơn con trai. Vệ sinh con trai thì đơn giản hơn. Thường thường thì nếu như mà bé đi đại tiện thì mình sẽ vệ sinh phía sau, còn nếu mà bé đi tiểu tiện thì mình sẽ vệ sinh ở phía trước. Nhưng mà con trai sẽ hơi cực tí xíu, là tại vì lúc trước á thì bác sĩ có chỉ là lâu lâu cũng phải vệ sinh ở ngay cái đầu dương vật một tí xíu để cho không có bị đóng như cái màng trắng ở phía trong. Có nghĩa là mình phải vệ sinh cái dương vật và xung quanh cái vùng bộ hạ đó ha. Với lại có một cái muốn hỏi bác sĩ nha, đó là có rất là nhiều ý kiến là khi mà mình vệ sinh cái phần đầu dương vật của bé thì mình
vệ sinh bằng nước muối hay là nước thường à? Không, nước thường. Nước thường hả? Tại vì thật ra những cái chất ở trong bao gia quy đầu á, dạ, thật ra nó là vô trùng, nên là mình không có cần phải dùng nước muối gì hết á, mình chỉ nên dùng nước sạch thôi. Đó sai lầm á, khi mình dùng nước muối là mình làm thay đổi cái độ pH ở cái bụng nó luôn. Ở bé gái cũng vậy, chúng ta không có nên phải sử dụng những cái loại nước gì hết á, chỉ xài nước sạch bình thường cho mình thôi. Nhưng mà riêng với bé gái thì mình phải chú ý cái điều là mình phải vệ sinh từ trước ra sau, chứ mình không có bị vệ sinh từ sau ra trước. Tại vì khi mà mình vệ sinh từ sau ra trước gì thì mình sẽ vô tình đưa những cái loại virus vi khuẩn gì đó nó sẽ lên cái vùng âm hộ của con. Trên thị trường có rất là nhiều loại thuốc chống hâm, nhưng mà các mẹ cần chú ý khi mà mình sử dụng á, thì mình coi cái thành phần trong đó, đặc biệt là phải có kẽm oxit nè, có vaseline nha, vaseline tinh chất càng tốt. Nhưng đặc biệt một điều là không được dùng phấn rôm, tại vì cái phấn rôm đó nó sẽ làm bích tắc cái da và nó làm cho cái da của con sẽ dễ bị hâm hơn. Bác có cái này muốn hỏi bác nha. Tại vì hiện tại thì theo kinh nghiệm dân gian á, có rất nhiều trường hợp hâm tả thì họ sẽ tìm những cái loại nước giống như là nước dân gian vậy đó, chứ không phải là sử dụng nước sạch. Như vậy thì có thể thay thế những cái loại đó được hay không? Bạn đã biết rằng là cấu trúc da của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hoàn toàn không giống mình, rất nhạy cảm. Và khi mà bạn sử dụng các lá đó, dân gian đó, thì cái độ pH của cái lá đó là hoàn toàn không phù hợp với da của trẻ nhỏ. Đúng là có một số loại lá nó có tác dụng sát khuẩn, tuy nhiên là cái độ tẩy rửa của nó quá mạnh nên nó làm cho da của trẻ lại còn dễ bị tổn thương hơn. Và nhiệt độ của nước khi mà mình vệ sinh cho trẻ? Thì thông thường á, nhiệt độ là không để quá nóng. Thông thường mình có thể kiểm tra bằng cái cùi chỏ của mình nè, để cái cùi chỏ vô mà mình thấy nó vừa thì là ok. Có nhiều mẹ thấy rằng là mặc dù mình đã làm đầy đủ tất cả những cái điều đó rồi, nhưng mà tình trạng hâm tả của con vẫn thường xuyên xảy ra. Có thể là con bị một cái bệnh lý gì đó, hoặc cái da của con nó có những cái vấn đề gì đó riêng. Và mỗi em bé là một cái cơ thể hoàn toàn khác biệt mà. Do đó là khi mà có những dấu hiệu gì thì chúng ta cần phải đưa đi khám bác sĩ. Nói tóm lại là gì, khi chúng ta sử dụng tả thì chúng ta cũng đừng có quá lo lắng, vì tình trạng hâm tả đa số là nó sẽ lành tính. Vậy thì khi nào thì chúng ta cần phải đi thăm khám bác sĩ? Nếu như mà đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình làm mẹ, mình thấy những cái lo lắng, những cái bất thường đó thì tốt nhất cũng nên có sự tư vấn của bác sĩ. Còn nếu như mà kinh nghiệm như Khánh Ly rồi thì chắc chắn là sẽ không đi liền đâu, sẽ có cái cách ở nhà, là giống như Khánh Ly nói, là Khánh Ly sẽ dùng một số loại thuốc chống hâm đó. Nhưng mà nếu như mà mình đã sử dụng những thuốc chống hâm đó trong vòng 2 tuần rồi đúng mà rồi, con vẫn tiếp tục tình trạng vẫn nặng hơn thì mình cũng nên đi khám. Và cái điều cuối cùng đó là gì, khi mà những cái sang thương đó nó không còn là đỏ đỏ nữa mà nó có thêm mủ nè ha, hoặc là mình thấy nó có li ti chấm trắng là có nghi ngờ nó nhiễm nấm. Đơn giản lắm, bây giờ mình sẽ lấy một cái tăm gì đó, mình chỉ cần khậy khậy ở cái vùng đó mà mình thấy có cái hình như mặt cưa đó thì là coi chừng là đã bị nhiễm nấm nữa rồi. Thì khi mà có bội nhiễm vi khuẩn hay là nhiễm nấm thì bắt buộc phải đi khám, vì lúc đó mình cần phải sử dụng kháng sinh hoặc là kháng nấm cho trẻ. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Ngày hôm nay thì bác sĩ đã chia sẻ cực kỳ nhiều kinh nghiệm cho Khánh Ly và đặc biệt là các mẹ trong việc là bảo vệ con mình khỏi tình trạng hâm tả. Nhưng mà thật ra cũng phải gửi lời cảm ơn đến Khánh Ly. Vì sao? Thật sự bác sĩ thì là những cái người có những cái kiến thức rất là khoa học thôi, nhưng mà những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ rất là thực tế, cũng học hỏi qua lại. Mình sẽ học hỏi được những kinh nghiệm. Những kinh nghiệm đó có thể đúng, có thể sai, nhưng mà mình sẽ biết để mình có thể gửi những cái thông điệp tốt đẹp, những cái thông tin hoàn toàn chính xác cho tất cả các mẹ, để các mẹ cảm thấy tự tin hơn, phải không? Đặc biệt là đối với những mẹ mà lần đầu tiên còn rất là nhiều bỡ ngỡ, mong rằng là sau khi mà xem cái tập này thì sẽ không còn bỡ ngỡ nữa và sẽ rất tự tin trong việc chăm con. Tất cả các mẹ còn bất kỳ một cái câu hỏi gì liên quan đến vấn đề hâm tả cũng như cách chọn lựa như thế nào thì vẫn có thể comment ở dưới ha, bác Tự sẽ dành thời gian để trả lời hết các thắc mắc của các mẹ. Đừng có quên là like, share và subscribe kênh Dr. For Kids để chúng ta sẽ có thêm nhiều những thông tin bổ ích trong việc chăm sóc con mình. Còn bây giờ thì chắc là phải gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị khán giả và xin hẹn gặp lại trong những số sau.